Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người là con Santa Fe phiên bản máy dầu 2.0, và là ở bên Việt Nam thì xuất xưởng Việt Nam thì chỉ có bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt. Nhưng ở Hàn Quốc thì là nó lại có thêm một bản nữa, có là bản phiên bản tiêu chuẩn. Đấy. Đấy thì ở Việt Nam chỉ có bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt. Máy xăng, máy dầu đấy, và máy xăng đặc biệt, máy dầu đặc biệt. Nhưng ở bên này thì nó có cái bản bản chung, gọi là bản chung trên cả bản tiêu chuẩn. Đấy thì bây giờ mình cho mọi người xem. Nội thất thì là nó có khác hơn so với cái bản tiêu chuẩn. Có nghĩa là đây, như mình nhìn thấy là bản tiêu chuẩn là không có phanh cơ ở đây, không không có phanh điện ở đây. Đấy, nó bản tiêu chuẩn thì là nó không có hai cái này, nó thẳng tưng luôn đấy. Và ở đây bản này thì nó có cả cửa sổ trời nữa đây, để mình bật máy lên cho mọi người xem. Còn là đồng hai đồng hồ báo này là nó cũng giống của bản tiêu chuẩn đấy, để mình mở cửa sổ trời lên đấy. Đấy, có là cái này nó sẽ khác hơn so với bản tiêu chuẩn nhá. Đấy, thế là mình thấy có những cái điểm khác so với bản tiêu chuẩn. Hàng ghế sau thì là cũng có thêm cả cái điều hòa hàng phía sau đây, quạt gió điều hòa đây. Đấy. Và đằng hàng phía phía sau thì nó có cả sưởi, và là đây có cái này là cái sưởi này, sưởi ấm này. Còn ở Việt Nam thì chắc không cần, thời tiết ở bên Hàn thì nó sẽ là lạnh hơn rồi đấy. Còn mình mở cốp ra xem nhé. Cốp thì nó cũng thế thôi, cũng như các cái bản khác thôi. Đấy, sau thì là hàng 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 7 chỗ đây thì là gì, thì sau nó cũng đều có điều hòa đây. Và cả sạc này là một 12V 180W này, để dùng vào máy hút bụi này. Có máy hút bụi luôn đây. Có nào thì máy hút bụi này cắm sạc, cắm vào dây đây, đi kèm theo là nó đều có những cái chổi để lau này, và sách hướng dẫn này, là cái gì đây là nhiều. Với lại cốp xe này nó còn có cả kích điện này, các loại kích này, bình cứu hỏa này. Nhưng có là mình đây là 7 chỗ, nhưng hai hàng ghế phía sau mình gập xuống rồi nhá. Đấy, với cái mức giá của con Santa Fe bản chung này, bên Hàn Quốc người ta gọi bản chung nhá, và là bản tiêu chuẩn thì là bản thấp nhất, còn bản chung là nó sẽ hơn rồi đấy. Thì giá cả ở bên này của một chiếc xe bản chung lăn bánh, giá lăn bánh là tính ra tiền Việt là bao nhiêu nhỉ, 750 triệu mọi người nhé. Đấy là bản chung trên 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 cả trên bản ấy đấy, trên bản bản tiêu chuẩn đấy, có cửa cửa sổ trời này. Đấy là giá lăn bánh ở bên Hàn Quốc. Còn ở Việt Nam thì là bao nhiêu thì mình không rõ lắm. Đấy cho mọi người xem. Và con xe này mình mua cũng được gần 1 tháng rồi, đi cũng 1.000, hơn 1.000 cây à. Đấy. Và mọi người có muốn biết những giá của dòng cao cấp và đặc biệt ở bên này mà, thì mình sẽ có những clip cho mọi người tham khảo, mọi người xem nhé. Đấy. Con màu trắng này, giá con này tính ra tiền Việt là chỉ có 750 triệu thôi, giá lăn bánh luôn đấy. Còn nếu mà bản chung ấy, bản tiêu chuẩn ở bên này thì là nó chỉ có
27 triệu won là tính ra là 540 triệu. Lắp cả căm các tất cả vào thì nó vào 600 triệu. Đấy, mà nếu bản tiêu chuẩn ở tại Hàn Quốc thì nó sẽ là có giá 600 triệu tiền Việt Nam. Còn ở Việt Nam thì mình thỉnh thoảng vào xem trên mạng đấy thì giá của nó thấy ghi là 900, hơn 900 gì đấy. Còn từ bản kể cả tất cả từ bản 2017, 18, 19, bây là 20 thì ở bên Hàn nó đều đều có bốn loại như thế, nhưng xuất về Việt Nam thì chỉ có ba loại như vậy thôi. Bên này cũng có là bản cao cấp là xăng đặc biệt và dầu đặc biệt. À, bản đều có cả như thế, nhưng có là rồi. Đấy. Khi mình mua thì là nó có thể cho thêm mình cái như chẳng hạn là cái bàn để dẫm, cái bàn để dẫm chân lên này này. Đấy. Nhìn cái có cái này bà xe nó cứng cứng cáp hẳn lên đúng không mọi người? Đây, cái này này. Trẻ nhỏ có thể là trèo lên mà không không cần người nhấc mà nó tự trèo lên được. Đấy. Đấy, cái này là người ta miễn phí cho mình đấy. Tính ra tiền Việt nguyên cái này một đôi một cặp này là 7 triệu tiền Việt. Này. Ghế chỉnh điện đây, làm hướng gì đây mình không rõ lắm. Với lại ở đây thì là đều có căm lùi 360. Đấy. Hệ thống quạt sưởi điều hòa đây. Bốn chế độ lái đây. Đấy. Khi mình bấm bốn chế độ số điện rồi đây. Bấm cái sau này. Mát đây, ông chuyển vốn như Eco Sport chế độ thể thao này là đi xe nó rất bốc đây. Đây còn mình chuyển sang chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Smart là khi dừng đèn đỏ, chân mình dẫm 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 thắng là xe nó tự tắt máy nhá. Khi mình bỏ nhả thắng ra thì là xe lại khởi động lại và đi được luôn. Và trên vô lăng thì cũng tất cả như những dòng như bản phiên bản cao cấp, bản chung thì chắc như này nó đều như nhau. Đây cái này như thế, cái này thì không biết. Đây cả chống hệ thống đi giữ làn đường này, chống trơn trượt khi đổ đèo đây. Thôi mình về xe thì mình không am hiểu cũng không biết, thì mình cũng đăng lên đây cho mọi người tham khảo giá và biết được ở bên này thì là dòng Santa Fe là có bốn phiên bản. Bản bản thôi thì mình về xe mình không am hiểu cho nên là mình đăng lên để cho mọi người biết thôi. Còn về dòng xe tan Santa Fe thì chắc như mọi người xem trên mạng nhiều cũng thì hiểu, còn mình cũng không hiểu lắm. Thôi chào mọi người vào video sau. Đấy. Còn để cho mọi người xem là bên Hàn Quốc là nó có bốn đến bốn loại cơ chứ không phải là ba loại như gửi chuyển Việt Nam đâu. Đấy, cửa sổ trời là có là cái bản chung, bản tiêu chuẩn là không có thôi. Đấy. Cảnh báo điểm mù trong gương đều có hết nhá. Tính ra tiền Việt chỉ có 700 thôi. 720 chứ. Đấy. Con màu trắng. Đấy ở Việt Nam mà nếu mà bản cao cấp ở bên này, ở bản đặc biệt thì tính ra tiền Việt thì nó vào khoảng độ 800. Gần 800. Đấy. Chú với cháu đang ngồi lên xe, ngồi cốp xe chứ không ngồi trong. Nghịch thế đấy. Đấy. Đây là phiên bản máy dầu 2.0 nha mọi người nhá. Rồi. Xin chào mọi người.